Hello, em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương. Xin mến chào 5.000 anh em đam mê về hàng nội địa Nhật trên toàn quốc và 999 cộng 1 Đóa Hồng đang trên có kênh trên kênh của YouTube của em Lê Gia Học. Thì sáng sớm ngày hôm nay em lên video bán hàng trên YouTube là 18 sản phẩm của các dòng. Thì mời các anh chị và anh em đoán xem trong vài phút nữa em sẽ giới thiệu cụ thể. Thì vẫn như là thường lệ, em đi vào video bán hàng thì ở như kênh của em sẽ có một món quà nhỏ mang tính chất là quà để anh em ta nghe nhạc giải trí về ngành âm thanh và gửi gắm những tình cảm to lớn và sâu sắc đối với em đến với tất cả các anh em. Thì món quà của ngày hôm qua vẫn đang còn được niêm phong và niêm yết đầy đủ với một tờ vé số là vốn đầu tư và điều lệ là 10.000 đồng và thu nhập có thể là lên tới 2 tỷ đồng vẫn đang còn nằm niêm phong ở trong đây các bác nha. Và gồm theo đó là một cái đầu nghe nhạc giải trí sau những ngày đi làm việc về mệt mỏi và thư giãn và những ngày nghỉ lễ cũng giống như là những ngày thứ bảy và chủ nhật của các anh em đang công tác làm việc trên cả nước, là một cái đầu Sony. Em đã test tình trạng ok và ngoại hình cũng cũng khá các bác nha, thì vẫn đang được niêm phong. Và đây là tờ vé số em đang để lòi ra một số 3 thôi các bác nha. Đấy, không biết là dãy số bao nhiêu nhưng mà để là em không có đổi mã tờ tờ này và đang được niêm phong, kể cả là trúng với cái giá tiền mà đầu tư cao nhất các bác nha. Đấy, nếu anh em hợp duyên cũng không kể được đâu các bác ạ. Thứ hai nữa là cái đầu cũ còn lại là của cái đầu mà ai qua, thì của cái tờ vé số em đã khui là 327 đây các bác, của anh Văn Nghĩa Trần. Thì ngày hôm nay là ngày thứ ba anh Văn Nghĩa Trần ơi, anh ở đâu và đang đi công tác ở đâu, và nếu mà vào xem video thì cho em xin địa chỉ để em gửi cho anh, còn không nữa thì theo thỏa thuận cũng giống như là của anh em trên toàn quốc, và đồng thời nữa là cũng là cái luật lệ của cái đoán số vui. Thì ngày hôm nay nữa là em sẽ chung sung vào luôn phần quà mới. Thì bác cho em xin địa chỉ để em gửi cho bác nha. Đấy, vẫn còn các bác ạ, bác chưa liên hệ với em đây. Rồi thì đây là vẫn là hai phần quà cũ và mới, và một phần quà có chủ nhân nhưng mà chưa thấy anh liên hệ, và vẫn một phần quà mới. Thì các bác đi ngang qua kênh của em ở trên YouTube hay Google hay là các cái trang mạng khác thì gặp em thì vào đoán số chung cùng với anh em cũ lâu nay đang tương tác và ủng hộ với em, và cho em xin một nút đăng ký và ấn chuông ở bên màn hình TV điện thoại của các bác có cái hình chuông để báo hiệu những lúc mà em lên những video mới, thì các bác có những cái sản phẩm nào phù hợp với các bác thì các bác vào mua ủng hộ em, và đồng thời nữa là vào đoán số góp vui cũng giống như là nhận quà trúng thưởng cùng với lại anh em cũ cùng đang đồng hành ủng hộ cùng với em trên toàn quốc để ủng hộ tương tác kênh cho em. Và tiện tay thì cho em xin một like để tương tác kênh các bác nha. Đấy, thì ngày mới xin chúc 5.000 anh em và 999 cộng 1 Đóa Hồng đang trên kênh của em là cùng với lại đại gia đình luôn may mắn, mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc nha các bác nha. Rồi đi vào bán hàng thì ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác là mã số 1. Mã số 1 ngày hôm nay em bán một cái đầu JVC, bởi vì có đôi loa thì ông anh ở dưới Đồng Nai ông lấy rồi. Đấy, đầu này là đầu dạng hơi vắt vắt các bác nha. Chức năng là chạy AUX và có USB các bác nha. Đấy, AUX thì hai cổng cổng audio in bằng hai đầu 3.5 và cổng ở bên dưới, và đây là có cái đốc đốc này thì không xài nữa rồi. Nguyên bụi các bác nha. Đấy, nguyên bụi. Đấy, hình màu đen bóng. Sử dụng điện 100 các bác nha, là của JVC là B55B 35W các bác này. Đấy. Không thấy đĩa của mắt in, đây là rác loa, đây là cổng xúc và đây là anten của AM và FM. Đầu này nhỏ gọn xinh, hình dáng cũng hơi độc độc một chút mà chất âm hay. Đấy. Thì em giao mã số 1 300k các bác này. Rồi em sang mã số 2. Mã số 2 ngày hôm nay em lên một bộ nguyên bộ của bộ Sony BT40. Đấy, sử dụng là CD chạy ok, là khai CD đây, không kén đĩa các bác nha, dòng này không kén đĩa,
AUX nghe nhạc có máy tính laptop ok, có USB để làm nghe qua nhạc mạng, có Bluetooth để nghe qua để nhạc không dây các bác nha. Sony BT40 các bác. Rồi đây là phần ngoại hình các bác của loa, chiếc loa bên trái. Và đây là phần ngoại hình của chiếc loa bên phải. Và đây là cái đầu. Con này sử dụng điện 135W các bác nhé. Made in của China sản xuất. Đây, dòng này là dòng đời cao, đời mới các bác này. Rồi mã số 2 này em giao 1.200.000 đồng, em bao ship các bác này. Em sang bên mã số 3. Mã số 3 thì ngày hôm nay thì em lên một bộ của Sony. Đấy, có một đôi loa toàn giải rất chi là đẹp. Thì em lên nguyên bộ như vậy là bác nào có kết về cái món nào thì loa cũng được, đầu cũng được. Thì hú em. Đây các bạn. Cái chân e căng này nó hơi cao các bạn, nó hơi dài. Đây là một bộ Sony tình trạng là chạy AUX CD mã số 3, thân hình nhỏ gọn, sử dụng một đôi loa toàn giải. Và đây là phần ngoại hình các bác. Ngoại hình của chiếc loa bên phải thì có hơi xấu này. Cái này ghim keo vào là ok các bác nhá. Đây là chiếc loa bên trái ok các bác này. Đây là điện sử dụng điện 100 và con này 25W các bác nhá. Đấy, nghe trong phòng nhỏ. Nghe trong phòng nhỏ là ok. Rồi mã số 3 này tình trạng là chạy CD AUX các bác này. Em giao 550 em bao ship các bác. Em sang mã số 4. Mã số 4 thì ngày hôm nay em cũng thanh lý luôn cái bộ này luôn các bác. BM37 màu đen. Đấy, có rất nhiều anh em chuộng cái màu này. Tình trạng là chạy AUX các bác nhá. Con chắc này hơi lớn mà. Con này cũng bị mục viền à. Viền trước là đằng dưới là viền cao su, còn trên là viền vải. Anh em lấy về tân trang giùm em này. Mấy ông anh làm bên nhà nước thì làm bên những cái bên công việc đam mê, gọi là giống như là ngoài cái giờ hành chính ra. Đam mê mấy anh thay viền, làm lấy viền, lấy hàng mục viền về xong rồi tự vọc vạch, tự thay. Gửi hình cho em rất là đẹp. Đấy, cho nên anh em giá cả rất là rẻ, về vọc vạch này, nghe nhạc con này nghe nhạc rất là hay các bác này. Hay viền nhập về thì rất là rẻ. Nói chung là cái viền thì nó rẻ thay thôi. Cổng BMB đây này các bác này, USB này. Đấy, và tình trạng con này là dây loa bị cắt đằng sau các bác. Đây các bác. Thùng thì vuông thành sắc cạnh rất là đẹp. Nhưng mà hai bị dây loa này sau khi vận chuyển về cho em là bị cắt. Cho nên em cũng không nối luôn. Hệ hai cầu các bác nhá. Hệ hai cầu này nó tối quá, nó in chữ nổi, có optical làm giải mã luôn các bác này. Điện 100, con này 50W các bác nhá. Loa vuông thành sắc cạnh hết. Rồi mã số 4 các bác. Mã số 4 em giao 550k em bao ship các bác này. Rất chi là rẻ luôn này. Ok các bác này. Chắc là hay. Rồi em sang bên mã số 5 các bác. Mã số 5 thì ngày hôm nay em lên một cái đầu của đèn ông. Đầu đèn ông này thì model của nó là MG33 các bác. Tình trạng là chạy MD-AUX FM full tần số 108 đài Việt Nam. Và có chỉnh bát jack ở trên máy các bác này. Em xoay về phần ngoại hình thì các bác xem. Đây là bụi các bác nhé. Dòng đèn ông này nghe nhạc vẫn hay các bác. MG33 đây các bác. 55W sử dụng điện 100 các bác ạ.
Optical làm giải mã và các line nghe nhạc, có thích hợp thêm cổng sub. Rồi em quay về mặt chính. Chỉnh bắt jack âm 10 và cộng 10, tình trạng là MD OK, AUX nghe nhạc qua máy tính, laptop và điện thoại các bác. FM full tần số, em giao 1 triệu mốt em bao ship các bác này. Rồi em sang mã số 6 các bác. Mã số 6 thì ngày hôm nay em lên cái đầu Onkyo của 7GX các bác. 7GX tình trạng là chạy AUX các bác này. Đầu này nhìn như mới. Con dòng 7GX này thì không có optical in các bác nhá. Chỉ có cổng out thôi. Sử dụng điện 148W. Có thích hợp cổng sub và 4-16 ohm các bạn để ghép loa. Con đèn ông thì từ 6-16 ohm các bạn, dòng đèn ông nó 6-16, dòng audio thì nó rộng hơn. Rồi em giao mã số 6 này là 750 em bao ship các bạn này. Rồi em sang mã số 7. Mã số 7 thì ngày hôm nay em lên một cái con CD, size này là size 36 các bác nhá. Size 36 của V50CD à, tình trạng là chạy CD OK, không kén một loại dòng đĩa nào đâu các bác. Hậu sâu. Sử dụng điện 100V các bác nhá. Và có cổng layout ra. Cũng nặng phết các bác. Rồi 500.000 đồng các bác ơi. 500.000 đồng này, 5.000 anh em này. 500.000 đồng em bao ship mã số 7. 5.000 anh em và 999 cộng 1 đó hùng này. Em qua mã số 8. Mã số 8 thì ngày hôm nay em lên một cái đầu BM47 các bác. BM47 của Panasonic này. Tình trạng là chạy AUX. Đầu này thì nhìn ngoại hình rất là đẹp. Sử dụng loa một cầu các bác nha. 4 dây loa của Panasonic 48 ohm, 48W, 100V các bác. Từ 6 cho đến 16 ohm các bác nha. Có cổng BMB nghe nhạc ở đây các bạn ạ. Còn táp thì ở trên này thì không chạy, các bạn phải vệ sinh. MD thì chạy nhưng mà dính ở trong này các bác nha. Em giao 300k các bác này. Màn hình cái này có hơi mờ các bác nhá. Nó hơi mờ, dòng con nào cũng vậy. Ít khi có con sáng lắm. Rồi em sang mã số 9. Mã số 9 ngày hôm nay thì em lên một bộ của Sony các bác này. Winjin và Winbui, tình trạng là chạy MD. Dính ở trong đó, trong máy luôn rồi. Khay CD thì không chạy. Và AUX nghe nhạc có máy tính laptop, sử dụng một đôi bát của màng giấy và viền vải các bác này. Vải tẩm dầu, e căng đầy đủ. Và đây là phần ngoại hình. Đằng sau CM3 đây các bác. Đây các bác. Sử dụng điện 100 và con này là 50W các bác nha. 50W này. Rồi em giao mã số 9 này 700k em bao ship các bác này. Chỉ có 700 ngàn thôi em bao ship. Rồi em sang mã số 10 các bác. Mã số 10 thì ngày hôm nay em lên một cái bộ Panasonic BM300. Có đôi loa nhìn rất đẹp các bạn. Nhìn xinh lắm, đôi loa này nhìn xinh. BM300 này loa xinh. Tình trạng là chạy AUX các bác nha. E căng đầy đủ. Đây là phần ngoại hình. BM300 đi đồng bộ, vuông thành sắc cạnh, sử dụng loa dòng 2 cầu. Đây
Đây các bạn. Con này là định 148W các bác nhá. Cổng nghe nhạc bằng hai đầu 3.5 đằng sau rất chi là chắc chắn. Rồi mã số 10 này em giao 650 các bác này. 650 em bao ship luôn. Em sang mã số 11 các bạn. Mã số 11 ngày hôm nay em lên một cái đầu của Onkyo 7GX. Tình trạng là chạy CD AUX các bác nhá. Và bị bỏ quên cái nút này ở bên Nhật hay Cam gì đó rồi. Em tìm không có thấy. Mấy anh không có đưa về cho em. Đây phần ngoại hình các bạn. Cổng sau các bạn này. Sử dụng điện 100. Con này là 48W. Optical chỉ có ao không có in các bác nhá, cổng súp 4 đến 16 ohm ghép loa và các line nghe nhạc. Và hiện tại thì em cũng đang còn rất chi là nhiều Onkyo với các bác ạ, đàn ông thì hết rồi. Chỉ còn Onkyo thôi. Cho nên là em sẽ cày về Onkyo nhiều hơn về những video tới. Tại các bác có đam mê về Onkyo thì hú em. Rồi em giao 750 tình trạng là chạy CD với lại AUX các bác này, 750. Rồi em sang mã số 12. Mã số 12 là một tiếp tục một con 7GX các bác. CD với AUX cũng chạy ok luôn các bác này. Con này mới hơn mã số 11. Và đây là phần ngoại hình đằng sau này. Sản xuất của Japan 4 đến 16 ohm. Và optical làm ao này, cổng súp các bác này. Các line nghe nhạc. Rồi em giao 750 luôn các bác ơi. Em sang mã số 13. Mã số 13 em ra lên nay lên một con của UN7 này. Màu vàng này là phiên bản hun khói này của bản địa Nhật. Người ta gọi là nguyên bụi khói đấy các bạn. Tình trạng là chạy AUX các bác này. Đằng sau thì con này có chạy DVD. Điện 100 các bác nhá. 66 con này là 66W. Có các cổng cổng xanh xanh này là cổng súp các bác này. Video rồi các cổng này là của DVD đấy. Đấy, anten của AM và FM. 4 đến 16 ohm. 66W lận các bác nhá. Con UN9 này thì mặt nó nhìn đoạn này nó dẹp hơn. Rồi mã số 13 750 luôn các bác này. UN7 này cũng 750. UN9 bây giờ cũng 750. Đây các bác. Rồi em sang mã số 14. Mã số 14 thì ngày hôm nay em lên một con X7 các bác này. X7 này tình trạng là chạy MD AUX các bác. Ngoại hình khá đẹp. Đây là về phần ngoại hình bên hông. Ngoại hình đằng sau. Sử dụng ở điện 100. Con này 48W, 4 đến 16 ohm của số ohm ghép loa. Optical in và out và cổng súp và các line nghe nhạc. Rồi anten của AM và FM. Đầy đủ công năng các bác. CD là không chạy. Rồi em mã số 14 em giao 750 luôn các bác. Em sang mã số 15. Mã số 15 ngày hôm nay em lên một cái bộ cái độ đuôi loa của đền ông. Bass rất đẹp các bác. Này dao động cao từ 27-28 các bác nhá. Thân hình đề can bằng gỗ màu mận chín. Đàn ông này là của MS3. Dòng này là 6 ohm và 50W, 100W một cặp loa các bác. Bát in của China, sản xuất hàng chất Nhật, đi chung model 3914. Trung số series.
Rồi e căng đầy đủ các bác. Đôi này em giao 900k em bao ship các bác nha. Em sang mã số 16. Mã số 16 ngày hôm nay thì em lên một đôi đền ông tiếp các bác. Đôi đền ông này là của M11 các bác. Tình trạng là đã test ok. Có con bát này rất chỉ là gấu này. Bát chỉ có 10 thôi mà nhìn rất chỉ là gấu. Và chất này thì bị hơi cấn các bác nha. Hơi cấn. Cái này anh em cứ để vậy nghe cũng được. Mà không thì anh em kỹ hơn cũng giống như ấy thì thay. Còn không thì cứ để như vậy, vân gỗ rất là đẹp. Chiều cao khoảng 24 thôi các bác. 24, 25 thôi. 25W dòng 6 ohm các bác này. Vuông thành mà sắc cạnh. Chỉ có một điểm trừ là bị cái chết đó thôi. Cái căng đầy đủ. Rồi chỉ 550 các bác này. 550 đây, để nông này. Rồi, em sang mã số 17 các bạn. Mã số 17 ngày hôm nay em lên đôi loa của Panasonic BM57. E căng có một chiếc các bạn. Mặt phay nhôm. Con này thì tình trạng em đã test ok, hệ hai cầu. Đây các bạn. Dòng này là 6 ohm. Và 40W một cặp loa, 80W 80W một cặp loa, 40W một chiếc các bác. Thùng vách cơ bản đẹp. E căng có một chiếc. Rồi mã số 17 này 350 các bác này. 350 em bao ship luôn. Để cho anh em yên tâm về tiền ship không phải lo. Là ít hay là nhiều, tất cả để em lo. Rồi kết thúc video mã số 18 các bác, em lên một con Panasonic của CD370. Con này thì một đôi màu đen. Cao khoảng 40, hơn 40 các bác. Bát 20. Sử dụng hai loa bao quay. Chiều ngang là hơn 20. Hai dao động 27 28 và chiều sâu là khoảng 22. Đấy, thùng vách cơ bản là cũng ok các bác nhé. Đây các bạn. Màu đen. Tình trạng em đã test ok các bác nha. Rồi em giao 1.3 triệu em bao ship các bác này. Chỉ 1.3 triệu các bác ơi. Rồi em xin kết thúc video ngày hôm nay. Một lần nữa em xin gửi lời chào chân thành nhất đến tất cả các anh em đam mê 5.000 anh em và 499 cộng 1 bông hồng ở trên kênh của em. Và chúc đại gia đình luôn luôn may mắn, mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Và em học kết thúc video các bác nha. Xin chào thân ái các bác.